Con người chúng ta đã biết đến và sử dụng các loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân từ hàng ngàn năm trước, và cho đến ngày nay, việc sử dụng sản phẩm này lại càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo mới đây của Trung tâm Kiểm soát Chất độc Hoa Kỳ đã cho thấy có ít nhất hơn 6.000 ca nhiễm độc liên quan tới hóa mỹ phẩm. Mặc dù chưa có người tử vong, nhưng đã có rất nhiều trường hợp ngộ độc hóa chất để lại nhiều di chứng và tổn hại lâu dài cho sức khỏe. Vậy tại sao những sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày lại có thể gây hại cho cơ thể đến như vậy? Chúng có chứa những độc tố gì? Ngay sau đây, Sở An Lạc sẽ chỉ cho quý vị năm chất cực độc gây ung thư, sảy thai tồn tại trong những sản phẩm mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày như sữa tắm, dầu gội đầu. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết và tránh ngay quý vị nhé. Thưa quý vị, nhiều nghiên cứu mới đây xác nhận trong một số loại sữa tắm, dầu gội có chứa 5 loại chất độc gây hại cho sức khỏe. Các chất này có khả năng phá vỡ nội tiết tố của cơ thể, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như là bệnh tuyến giáp, hen suyễn, các vấn đề về sinh sản, thậm chí ung thư. Dầu gội sữa tắm dùng để làm sạch cơ thể, nhưng không phải loại dầu gội sữa tắm nào cũng sạch. Dầu gội sữa tắm sạch được định nghĩa là các sản phẩm an toàn với môi trường và cơ thể, không chứa các chất hóa học gây hại. Tuy nhiên, sự thật thì lại không phải như vậy. Việc nghiên cứu về các chất gây rối loạn nội tiết trong sản phẩm được sử dụng hàng ngày đã xuất hiện từ khá lâu, nhưng một số nghiên cứu mới đã xác nhận rằng với những người chủ động chọn lựa tránh dùng sản phẩm có chứa chất gây rối loạn nội tiết, họ có mức độ hóa chất trong cơ thể thấp hơn rất nhiều so với người không có ý thức chọn lựa. Nghiên cứu này được thực hiện bởi một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về phòng chống ung thư vú và các vấn đề sức khỏe. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí quốc tế về vệ sinh và sức khỏe môi trường. Theo một giáo sư khoa y học môi trường tại Trung tâm Y tế Mỹ cho biết, nghiên cứu này cung cấp quan điểm cho rằng cơ thể con người có thể thay đổi tức thì khi bạn tránh tiếp xúc với các chất gây rối loạn nội tiết. Chất gây rối loạn nội tiết là hóa chất được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm gia dụng. Các nhà nghiên cứu thường xuyên cảnh báo về những chất này khi chúng có thể phá vỡ nội tiết tố của cơ thể, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như là bệnh tuyến giáp, hen suyễn, các vấn đề về sinh sản và đôi khi là ung thư. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đánh giá mức độ ảnh hưởng của các loại sản phẩm vệ sinh khác nhau đối với người tham gia. Họ thu thập mẫu nước tiểu của 726 người tham gia để phân tích 10 chất gây rối loạn nội tiết phổ biến. Trong đó, 87% người tham gia nói rằng họ tránh sử dụng một số sản phẩm có hóa chất nêu trên. Khi so sánh những người tham gia với nhau, các nhà nghiên cứu phát hiện những người tránh dùng các sản phẩm có chất bảo quản hay chất tạo mùi hương có xu hướng nằm trong nhóm ít có gánh nặng cơ thể nhất. Gánh nặng cơ thể là thuật ngữ thường được các nhà môi trường sử dụng để chỉ các mức độ tác động của một số hóa chất trong cơ thể người. Như vậy, theo các chuyên gia, sau đây là 5 hóa chất bạn nên tránh xa khi chọn dầu gội sữa tắm. Thứ nhất, chất bảo quản. Chất bảo quản hay còn gọi là paraben là một trong những chất phổ biến nhất được sử dụng trong các sản phẩm dược mỹ phẩm. Chúng dễ dàng hấp thụ vào cơ thể con người. Theo một nghiên cứu năm 2019, paraben được tin là có tác động đến hoạt động nội tiết, có liên quan đến các chất gây ung thư, bệnh vô sinh, rối loạn tâm lý. Vì thế, khi chọn mua dầu gội và sữa tắm, hãy xem bảng thành phần và những sản phẩm có ghi là chứa paraben hoặc liên quan đến paraben bạn nhé. Thứ hai, chất BPA. BPA được sử dụng để sản xuất một số sản phẩm nhựa, đồ vệ sinh cá nhân và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Một nghiên cứu khác cho thấy BPA có thể tương tác với các thụ thể nội tiết, có khả năng làm thay đổi chức năng của chúng. Hãy tìm các sản phẩm được dán nhãn không chứa BPA. Nếu không có nhãn, hãy nhớ rằng sản phẩm nhựa được đánh dấu bằng mã tái chế số 3 hoặc số 7 có thể chứa BPA bạn nhé. Thứ ba, chất kháng khuẩn. Triclosan là một chất kháng khuẩn được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nó dễ dàng hấp thụ vào da. Tiếp xúc với triclosan có thể dẫn đến các vấn đề sinh sản, ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch và chức năng tim mạch. Thứ tư, hợp chất benzophenone 3. Benzophenone 3 được sử dụng trong kem chống nắng và mỹ phẩm để bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím UV. Một nghiên cứu cho thấy hóa chất này có liên quan đến sự gián đoạn của hệ thống điều chỉnh khả năng sinh sản và miễn dịch. Thứ năm, chất phthalate. Một hóa chất khác mà các chuyên gia khuyên bạn nên tránh là phthalate. Phthalate là chất hóa học gây rối loạn nội tiết, được tin là có liên quan đến sảy thai và các biến chứng sản khoa. Chúng có thể được tìm thấy trong sơn móng tay, thuốc xịt tóc, xà phòng, dầu gội, nước hoa, v.v. Khi xem bảng thành phần, hãy tìm chữ phthalate. Phthalate là một nhóm các hóa chất chứa từ phthalate. Chúng có thể được viết tắt là infragranses đấy nhé.
Thưa quý vị, như vậy có thể thấy rằng những sản phẩm cá nhân chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày như dầu gội đầu, sữa tắm, kem chống nắng lại chứa rất nhiều chất độc hại đến vậy. Vì thế mà để bảo vệ sức khỏe, hãy chọn cho mình những sản phẩm không chứa 5 chất độc mà chúng tôi đã nhắc đến vừa rồi nhé. Quý vị thân mến, để chuẩn bị một bữa cơm cho những người thân yêu, hàng ngày chúng ta luôn cân nhắc việc mua thực phẩm sạch và ngon. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể ngờ rằng những dụng cụ nhà bếp mà mình vẫn sử dụng hàng ngày lại có thể chứa chất độc gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Vậy đó là những đồ vật nào? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong phần cuối của video để thận trọng hơn khi sử dụng quý vị nhé. Thứ nhất, chảo chống dính. Đồ nấu chống dính có thể được xem là cứu cánh của người nội trợ khi không cần phải ngồi căn lửa thật chuẩn để thức ăn không bị dính chảo như các loại nồi, chảo truyền thống. Nhưng để giảm giá thành, nhiều nhà sản xuất đã sử dụng những chất phụ gia công nghiệp thay vì các chất phụ gia được sử dụng trong nhà bếp. Sau một thời gian sử dụng, chất phụ gia công nghiệp chống dính này sẽ bị bong chóc hoặc do nhiệt độ cao làm tiết ra các hóa chất gây hại khác, làm ngấm vào thức ăn, lâu ngày ngấm dần vào cơ thể, tăng nguy cơ gây ung thư cho người dùng. Sản phẩm thay thế an toàn, gang. Nồi, chảo gang là một sự lựa chọn an toàn trong nấu ăn. Cơ thể chúng ta còn được cung cấp chất sắt có từ nồi, chảo gang ngấm vào thức ăn. Vì vậy, bạn phải thay thế chảo chống dính bằng chảo gang ngay. Thứ hai, hộp đựng đồ bằng nhựa. Trong căn bếp nào của người Việt hầu như cũng có ít nhất một món đồ nhựa. Đồ nhựa thường có chất gây rối loạn nội tiết cho cơ thể con người. Đồ nhựa hay được dùng để đựng thức ăn hay làm nóng thực phẩm trong lò vi sóng. Những món ăn nóng hay có vị chua đều làm chất trong nhựa ngấm vào thức ăn nhanh hơn và tích tụ dần trong cơ thể, gây độc. Hiện nay chỉ có một số sản phẩm nhựa do các thương hiệu gia dụng lớn sản xuất là có ghi rõ không chứa chất này, còn lại đều là nhựa trôi nổi trên thị trường, không đảm bảo chất lượng. Sản phẩm thay thế an toàn, thủy tinh. Thủy tinh sẽ không giải phóng bất cứ hóa chất, kim loại hoặc các thành phần gây hại nào khác vào thức ăn của bạn. Thứ ba, thớt gỗ. Nếu thớt gỗ không được làm sạch thường xuyên, dư lượng thực phẩm còn sót lại sẽ bị hỏng và trong môi trường ẩm ướt sẽ sinh sản aflatoxin có độc tính cao, có thể gây ung thư. Aflatoxin là một chất cực độc, độc hại gấp 6-8 lần so với arsen và là chất gây ung thư sinh học mạnh nhất mà chúng ta biết. 1mg có thể gây ung thư. Cách xử lý: sử dụng chanh và muối. Bạn có thể làm sạch thớt gỗ nhanh chóng bằng cách trộn nước chanh với muối và dùng hỗn hợp đó làm ướt mặt thớt. Sau đó sử dụng miếng chanh đã vắt, chà đều lên trên bề mặt tấm thớt. Sau đó rửa sạch lại với nước và để nơi khô ráo. Sử dụng baking soda. Baking soda có tác dụng rất tốt trong việc tẩy mốc và làm sáng bóng đồ dùng bằng gỗ. Trộn hỗn hợp baking soda với nước ấm rồi bôi lên bề mặt thớt. Sau đó phơi nắng khoảng nửa tiếng, cuối cùng rửa sạch lại bằng nước. Thứ tư, miếng rửa bát kém chất lượng. Có một số bộ đồ ăn nhựa giả sứ và miếng rửa bát kém chất lượng được bán trên thị trường, trong đó chứa lượng formaldehyde vượt quá tiêu chuẩn một cách nghiêm trọng, gây hại cho cơ thể con người, có thể dẫn đến ung thư. Formaldehyde từ lâu đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là một chất gây ung thư và gây quái thai. Ngay cả tiếp xúc lâu dài với formaldehyde, liều thấp cũng có hại, và tiếp xúc quá nhiều có thể gây ra các bệnh hô hấp mãn tính, rối loạn kinh nguyệt, suy giảm trí nhớ, v.v. Hơn nữa, nghiên cứu từ một đại học ở Nhật Bản cho thấy việc giải phóng formaldehyde là một quá trình chậm và lâu dài. Thời gian kéo dài từ 10 tới 15 năm, điều này sẽ gây ra tác hại lâu dài và không thể khắc phục đối với cơ thể con người. Vậy, nên làm thế nào? Khi mua các sản phẩm như bộ đồ ăn hoặc miếng rửa bát đĩa, không nên lựa chọn những nhãn hàng với giá quá rẻ và cần xem kỹ các thành phần trong sản phẩm. Thứ năm, máy hút mùi. Chức năng quan trọng nhất của máy hút mùi trong nhà bếp là xả khói dầu được tạo ra trong khi nấu, làm giảm thiệt hại của khói dầu trong nhà bếp đối với cơ thể. Tuy nhiên, nếu máy hút mùi không được làm sạch thường xuyên, lượng lớn cặn dầu sẽ tích tụ. Không chỉ khiến khí thải không được thoát ra ngoài một cách thuận lợi, hơn nữa cặn dầu sau khi bị đốt nóng còn có thể sản sinh ra các chất gây ung thư. Nếu các loại khí này không được thải ra ngoài sớm, thời gian dài, con người hấp thụ vào cơ thể sẽ gây hại cho hệ hô hấp và gây ung thư phổi. Vậy, chúng ta phải làm sao? Bình thường máy hút mùi cần phải làm sạch sau 6 tháng sử dụng. Nếu khói dầu tương đối nhiều, chu trình làm sạch càng phải rút ngắn. Sau khi nấu ăn xong, không được tắt máy hút mùi ngay tức khắc, để máy hút mùi tiếp tục chạy từ 3 tới 5 phút để đảm bảo khí độc đã được thải ra ngoài hoàn toàn. Nấu ăn là một hoạt động có thể khiến tình cảm gia đình trở nên đầm ấm hơn. Tuy nhiên, mọi người cũng cần phải chú ý đến sức khỏe và sự an toàn. Thứ 6, giấy bạc. Các kim loại nhôm được tìm thấy trong các loại giấy bạc và nó rất có hại cho cơ thể. Vì vậy, chúng ta dùng giấy bạc để chế biến thức ăn. Nhôm có thể ngấm vào thực phẩm và đi vào cơ thể.
Nhôm là một chất độc có thể gây ra các bệnh như là Parkinson's, Alzheimer và các bệnh rối loạn não nghiêm trọng khác. Làm thế nào để sử dụng giấy bạc không gây hại cho sức khỏe? Nên hạn chế dùng chúng để nướng, vì nướng thường ở nhiệt độ cao, lượng nhôm sẽ đi vào thực phẩm chúng ta sử dụng. Không nên dùng chúng để đựng những thực phẩm giàu axit như là những loại trái cây có vị chua, những món ăn có giấm, vì khi axit trong món ăn phản ứng với chất nhôm trong giấy bạc, làm ăn mòn giấy bạc. Chính vì thế một lượng nhỏ nhôm có thể ngấm vào thức ăn, làm món ăn có nguy cơ gây bệnh ung thư. Thứ 7. Đũa gỗ. Đũa gỗ không tự sản sinh ra chất độc aflatoxin, nhưng khi chúng ta ăn những thực phẩm có chứa tinh bột bằng đũa, những dư lượng thực phẩm này sẽ bám vào đũa. Về lâu về dài, các chất này sẽ biến thành chất độc aflatoxin. Ngoài ra, sử dụng đũa gỗ trong thời gian dài và để trong môi trường ẩm ướt cũng dễ gây nấm mốc. Tốt nhất, đũa gỗ chỉ nên sử dụng trong 3 tháng rồi thay mới. Thứ 8. Tủ lạnh cũ. Rất nhiều các thiết bị cũ có chứa các chất gây ung thư, trong đó có tủ lạnh cũ. Hóa chất gây hại này vẫn được dùng nhiều ở các nước đang phát triển. Ngoài ra, có khoảng 70% trong số chúng vẫn hiện diện trong môi trường hiện nay. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình, bạn nên thay thế tủ lạnh và các thiết bị gia dụng đã cũ. Thứ 9. Nồi đồng. Nồi đồng và niken có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Khi được đun nấu ở nhiệt độ cao, chúng sẽ sản xuất ra nhiều độc tố, ngấm vào thức ăn và đi vào cơ thể. Sản phẩm thay thế an toàn, thép không gỉ. Thép không gỉ là một sự lựa chọn thay thế an toàn. Bạn phải đảm bảo thép này cũng không chứa niken. Nồi thép không gỉ phân phối nhiệt độ đồng đều, vì vậy giúp giảm bớt nguồn năng lượng khi nấu. Thứ 10. Nồi nhôm. Với nồi nhôm, chúng ta không nên nấu quá lâu, bởi trong quá trình nấu, chất nhôm dư thừa có thể hòa tan vào trong thực phẩm hoặc nước dùng, gây nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt gây nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, chất này không độc bằng chất ở cháo chống dính. Sản phẩm thay thế an toàn, gốm. Gốm là sự lựa chọn an toàn hơn cho sức khỏe của bạn. Bát đĩa và nồi đều làm từ gốm, không gây ra bất kỳ vấn đề gì cho sức khỏe. Quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp đến quý vị ngày hôm nay sẽ giúp quý vị trở thành một người tiêu dùng và người nội trợ thông thái, biết cách sử dụng và chọn sản phẩm đúng cách để tránh gây hại cho sức khỏe. Đến đây thì thời lượng của video ngày hôm nay xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!